Việt Nam còn dẫn đầu khu vực về mức tăng trưởng của nền kinh tế số với 23 tỷ đô la Mỹ GMV. Hãy cùng bên Việt Nam và bạn Hà Lâm Thủ Quỳnh, Giám đốc quan hệ công chúng và truyền thông tại Google Việt Nam, đào sâu vào báo cáo e-commerce 2022 cùng những điểm nổi bật của thị trường ở Việt Nam. Kết quả báo cáo e-commerce 2022 được đúc kết dựa trên rất nhiều nguồn dữ liệu, đó là insight từ công ty đầu tư Tim Smith, phân tích từ công ty tư vấn Brand and Company, dữ liệu từ Google xu hướng, khảo sát người tiêu dùng được ủy thác bởi InSpot và nhiều nguồn dữ liệu khác ở trong ngành. Ngoài ra thì chúng tôi thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với chuyên gia kinh tế cũng như là nhà đầu tư trong khu vực để có thể có thêm những đánh giá và nhận định của họ về nền kinh tế số đông. Dựa trên những nguồn dữ liệu này thì chúng tôi đã tổng hợp lại, phân tích và đưa ra báo cáo cho nền kinh tế số đông Nam Á 2022. Nhìn chung thì bất chấp những khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, chúng tôi nhận thấy là tiềm năng tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á. Chính vì thế chúng tôi đã chọn chủ đề vượt qua sóng cả vươn mình ra biển cơ hội. Báo cáo ghi nhận nền kinh tế số Đông Nam Á đang trên đà chạm mốc 200 tỷ đô la Mỹ trên tổng giá trị hàng hóa trong năm nay. Con số này tăng 20% so với năm 2021, mặc cho tình hình kinh tế toàn cầu nhiều biến động và tăng nhanh hơn 3 năm so với dự đoán trong báo cáo. Commonly lần đầu tiên mà chúng tôi thực hiện vào năm 2016. Hả? Quá đi.
Đông Nam Á đang trên đà chạm mốc 200 tỷ đô la Mỹ tăng trên tổng giá trị hàng hóa trong năm nay. Con số này tăng 20% so với năm 2021, mặc cho tình hình kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và tăng nhanh hơn 3 năm so với dự đoán trong báo cáo. Hơn nữa, chúng tôi còn rất lạc quan về sự phát triển bền vững của nền kinh tế số Đông Nam Á trong tương lai. Vẫn có rất nhiều dư địa cho sự tăng trưởng của nền kinh tế này, đặc biệt tại khu vực nông thôn và những thị trường khác chưa có sự thâm nhập sâu. Nếu nền kinh tế số Đông Nam Á được khai phá hết tiềm năng, tổng giá trị hàng hóa khu vực có thể chạm mốc 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2030. Mức độ tăng trưởng của nền kinh tế số Việt Nam đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á khi đạt 23 tỷ đô la Mỹ trên tổng giá trị hàng hóa trong năm 2022 và đang trên đà đạt 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Hơn nữa, Việt Nam đứng đầu danh sách thị trường tăng trưởng dài hạn tại Đông Nam Á của các quỹ đầu tư mạo hiểm. Theo báo cáo của các quỹ đầu tư mạo hiểm, thì có khoảng 83% quỹ kỳ vọng hoạt động thương vụ tại Việt Nam tăng trưởng trong dài hạn. Hoạt động của các thương vụ tăng khoảng 60%. Cụ thể, vốn đầu tư vào ngành thương mại điện tử nửa đầu năm 2022 là xấp xỉ 230 triệu đô la Mỹ, trở thành ngành yêu thích của các nhà đầu tư. Tiếp theo đó là dịch vụ truyền thông trực tuyến với gần 190 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, giá trị của các thương vụ giảm một nửa, chứng tỏ nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Mua đồ Trung Quốc về ăn thôi. Rất là cay ấy. Sao mà toàn dầu thôi. Tổng quan lĩnh vực thương mại điện tử đang trên đà. Trong đó, chúng tôi ghi nhận tài chính kỹ thuật số cũng là lĩnh vực được kỳ vọng và phát triển vượt bậc khi các khoản đầu tư kỹ thuật số được dự đoán sẽ nhảy vọt sau năm 2025. Với mức tăng trưởng đáng kể của thanh toán số tại Việt Nam, Google Wallet gần đây đã có mặt tại Việt Nam để giúp tất cả mọi người. Hả? Vãi trưởng. Em đi khi
Trong đó chúng tôi ghi nhận tài chính kỹ thuật số cũng là lĩnh vực được kỳ vọng và phát triển vượt bậc khi các khoản đầu tư kỹ thuật số được dự đoán sẽ nhảy vọt sau năm 2025 với mức tăng trưởng đáng kể của thanh toán số tại Việt Nam. Dự kiến sẽ đạt 143 tỷ đô la Mỹ tổng trên tổng giá trị giao dịch tại Việt Nam vào năm 2025. Google Wallet gần đây đã có mặt tại Việt Nam để giúp tất cả mọi người tiếp cận được với hình thức thanh toán này. Các lĩnh vực kỹ thuật số tại Việt Nam đang phát triển theo một trong ba quỹ đạo chính là dạng chữ S, trở lại xu hướng và dạng chữ U. Thứ nhất là dạng chữ S giữ vững vị trí trụ cột, thương mại điện tử dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 16% trên tổng GMV. Có thể thấy lĩnh vực này tiếp tục phát triển mạnh, mặc cho một phần hoạt động mua sắm ngoại tuyến đã được nối lại sau đại dịch và sự tập trung nhiều hơn vào lợi nhuận của các nền tảng kỹ thuật số. Thay vì thu hút khách hàng mới, các doanh nghiệp đang chuyển đổi sang chiến lược tương tác sâu hơn với khách hàng sẵn có để đẩy mạnh tần suất giá trị lòng trung thành. Người bán đang bắt đầu cải thiện lợi nhuận bằng cách là cắt giảm các chương trình khuyến mãi, chiết khấu và chuyển hướng sang kiếm tiền từ các dịch vụ giá trị gia tăng. Ở đây. Giá trị đơn hàng. Vãi. Nhưng mà Style. nó chỉ hết đến 99% rồi. Trời ơi. Thứ nhất là dạng chữ S giữ vị trí trụ cột. Thương mại điện tử dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 16% trên tổng GMV. Thứ hai là quay trở lại xu hướng. Tốc độ tăng trưởng của các lĩnh vực kỹ thuật số như là giao đồ ăn và truyền thông trực tuyến đang chậm lại sau thời kỳ cao điểm của đại dịch. Cụ thể, sau khi đạt mức tăng trưởng gấp 3 lần trong đại dịch, giao đồ ăn quay về đường xu hướng dự kiến đạt 14% mức tăng trưởng GMV. Còn trong số các lĩnh vực truyền thông trực tuyến có trả phí, mức tăng trưởng GMV giảm còn 9%, lĩnh vực âm nhạc và video tăng trưởng trở lại bình thường. Không, vừa đây ăn một cái bánh rồi. Thứ ba là dạng chữ U, lĩnh vực vận tải và du lịch trực tuyến dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ bởi lượng dịch chuyển tăng vượt mức sau đại dịch và du lịch quốc tế được mở lại, đạt mức tăng trưởng lần lượt là 43% và 115% so với cùng kỳ của năm ngoái. Tuy nhiên, các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn như là giá trị nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt nguồn cung và các biện pháp hạn chế đi lại chưa được dỡ bỏ hoàn toàn ở các thị trường lớn như là Trung Quốc từ 2-3%. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng. Quăng xì hay vì em đã cho em cần.
Qua khó để chân lâu một người con gái ấm nôn của mình. Magic cast found it now. Tuy nhiên các doanh nghiệp phải đối mặt với mức. Ê, 4 năm rồi bà ơi. Vẫn ngồi. Tuy nhiên các doanh nghiệp phải đối mặt với những khó khăn như là giá nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt nguồn cung và các biện pháp hạn chế đi lại chưa được dỡ bỏ hoàn toàn ở các thị trường lớn như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi giá cả tăng vọt. Quá trình phục hồi được dự đoán là sẽ diễn ra chậm và mất nhiều thời gian để đạt được mức của năm 2019. Nhìn chung, hiện có 460 triệu người dùng Internet tại khu vực Đông Nam Á, với 100 triệu người dùng mới trong 3 năm vừa qua. Trong đó, số người dùng Internet tại Việt Nam chiếm khoảng 75 triệu người. Với 100 triệu người dùng Internet mới trong 3 năm qua thì... Nhìn chung hiện có 460 triệu người dùng Internet tại khu vực Đông Nam Á với 100 triệu người dùng mới trong 3 năm vừa qua. Trong đó, số người dùng Internet tại Việt Nam rơi vào khoảng 75 triệu người,
Với 100 triệu người dùng Internet mới trong 3 năm qua và mức độ tiêu thụ kỹ thuật số tăng nhanh, nên việc thấu hiểu hành vi người dùng giữa các phân khúc là cần thiết để khai phá tiềm năng tăng trưởng. Phần lớn các doanh nghiệp số đang chuyển hướng ưu tiên của mình từ thu hút khách hàng mới sang tương tác sâu hơn với khách hàng hiện tại. Theo quan sát của chúng tôi, thì hành vi của người dùng số Việt Nam có sự khác biệt đáng kể so với người dùng trong khu vực Đông Nam Á. Nổi bật là có đến 90% người tiêu dùng số Việt Nam dự định, duy trì hay là thậm chí gia tăng sử dụng các nền tảng thương mại điện tử trong vòng 2 tháng tới. Vừa rồi ta nắm tay như từng quen nhau kết trước. Người dùng kỹ thuật số ở khu vực thành thị của Việt Nam sử dụng dịch vụ thương mại điện tử cao thứ hai khu vực, chiếm tỷ lệ 96%, chỉ đứng sau Singapore là 97%. Đáng chú ý nữa là giữa các nước trong khu vực, mức độ tiêu thụ của người dùng thành thị ở các lĩnh vực tạp hóa, trực tuyến, vận tải và chơi game đều đạt ở mức cao nhất, với tỷ lệ lần lượt là 84%, 85% và 60%. Trước hết thì tôi muốn chỉ ra những thay đổi đáng chú ý trong hành vi của người tiêu dùng số tại Việt Nam. When I was young and well, không ăn nhiều lắm. Yoga trẻ hóa đẹp da chỉ 200.000 đồng một tháng. Để hoàn để nâng nâng được bên dưới để hoàn
Tần suất và thời gian sử dụng các phương tiện truyền thông trực tuyến như là chơi game, phát video và nhạc của người dùng Internet Việt Nam đang ở mức thấp hơn mức trung bình của khu vực. Chỉ 4% trong số người dùng trực tuyến dành hơn 1 giờ mỗi ngày vào các hoạt động nghe nhạc, 9% cho hoạt động chơi game và 9% cho hoạt động xem video. Những số liệu trên cho thấy Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn đối với lĩnh vực này. Trong lĩnh vực dịch vụ thanh toán, kỹ thuật số tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Giới trẻ thành thạo kỹ thuật số bị thu hút bởi các ngân hàng số. Trong khi đó, khách hàng có nhu thu nhập cao và có tầm ảnh hưởng vẫn trung thành với những nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã có tên tuổi dựa trên số dư tiền gửi hiện có và nhiều khoản đầu tư của họ. Đặc biệt hơn, có hơn 55% người tiêu dùng kỹ thuật số Việt Nam sẵn sàng chi trả thêm 5% cho những sản phẩm hoặc là dịch vụ bền vững. Số liệu này cho thấy là nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng Việt về các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Thế đâu là những hành vi vẫn được tiếp tục hậu đại dịch và trong tương lai? Sau đại dịch thì Việt Nam là một trong những quốc gia khôi phục các hoạt động bình thường mới một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, một số thói quen và xu hướng tiêu dùng được hình thành và thúc đẩy trong đại dịch vẫn được duy trì và tiếp tục phát triển. Thương mại điện tử tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định ngay cả khi việc mua sắm trực tiếp được hồi phục. Lĩnh vực này trở thành đầu tàu trong sự tăng trưởng của nền kinh tế số Việt Nam và có 90% người tiêu dùng kỹ thuật số dự định duy trì hay là thậm chí gia tăng lựa chọn mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử trong 12 tháng tới. Phần lớn người tiêu dùng tập trung vào các dịch vụ giao đồ ăn và mua hàng tạp hóa trực tuyến. Dù hoạt động mua sắm và ăn uống bên ngoài đang hồi phục trở lại trong bối cảnh COVID-19, tuy nhiên những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á và Việt Nam hơn nữa trong tương lai có thể kể đến như là thanh toán, logistics, đầu tư, số lượng người dùng truy cập Internet và niềm tin của họ và người lao động trong nền kinh tế số. Trong đó, yếu tố nhân sự vẫn cần nhiều nỗ lực đầu tư từ các doanh nghiệp hơn.
Đáng để đọc sau. Sister gọi báo thật. Chết. Tự nhiên lại không muốn mua quần bò đọc tin đấy. À không muốn mua váy bò khi đọc tin đấy. Ôi trời ơi. Những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng vượt bậc của nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Hơn nữa trong tương lai có thể biết một quan điểm tặng mà không thông báo lưu trú. Không thông báo lưu trú. Vãi trưởng. Thế thì cả làng cả tổng biết. Logistics đầu tư số lượng một phần truy cập Internet niềm tin của họ và người lao động trong nền kinh tế số, trong đó yếu tố nhân sự vẫn cần nhiều nỗ lực đầu tư từ các doanh nghiệp hơn. Theo phân tích của Brain and Company, ngày nay khi doanh nghiệp bắt đầu anh lấy lưỡi để răng, năm anh lấy lưỡi để răng, năm anh lấy lưỡi anh gì? Anh lấy lưỡi, năm anh lấy lưỡi, năm anh lấy lưỡi, đẩy nó lắm vào cơ. Dùng lưỡi chứ. Thế á? Tại vì cái răng của ta đúng không? Nó vừa. Để đẩy đây. Ngừng đã. Hai cái răng ở dưới của tao này đời trước nó không thẳng hay đâu mà lại có nó như này này, mới mọc lên nó như này luôn ấy. Cái này lấy nó để nó ra răng trên này là nhổ muộn lúc này lắm rồi nhưng mà không đi nhổ nên nó mọc đè lên tiếp trên này. Nhổ lần đầu thì thấy thú vị chứ đi học về bảo mẹ ơi được đi nhổ răng chưa, sau hôm đấy thôi, hôm đấy có răng nào như lúc này mẹ hỏi không có lúc này đâu. Có lúc này đâu, gần dụng mẹ ra rồi, răng mọc tít mẹ trên này có lúc này đâu. Nhục lắm, nhổ cái đầu tiên về học chứ được đi nhổ răng chưa, nhổ răng ở nhà ông gì nhỉ, ông sáng. Ồ nhổ răng ấy. Sang nhổ được một lần sau sợ xanh mắt mèo. Mẹ hỏi lúc này không có lúc này đâu. Anh đã trả thứ anh toàn kỳ này là mình. Không cắn ngược mà nó có đấy đâu. Mỗi hà mỗi người khác nhau ấy, đi đến chỗ làm răng ấy nhiều quả ảnh chụp x quạt à, chụp răng ấy, ủa hóa hết cả mắt mà kiểu họ có cái hàm đấy. Em lúc đầu là có mấy răng đầu là đi nhổ, còn mấy răng sau là toàn tự nhổ hết. Ừ đúng rồi.
Xinh gái lắm, duyên lắm. Và nhìn lại tí ngất. Cái này cho lên đi. Trời ơi, thấy bố bảo răng đẹp lắm, cưng chứ thật. Nhiều ấy, nhiều ca. Có một cái răng này em ạ. Có một cái răng này. Sao có răng này giống của nó? Tùy thôi, nhìn nhìn thẳng thì ok, nhưng mà nhìn ngang thì toàn răng răng ấy. Góc nghiêng toàn răng thôi. Vẫn thương, còn lâu. Còn đang bị bung mẹ mắc cái đây, còn chưa về ấy. Thế là có ấy quá không? Lười quá không? Bung mắc cài rồi, xong rồi nịt thì vàng khè. Về thì không về. Bây giờ về một ngày xong rồi đi khám răng xong rồi lên, ngại ai. Ngày xưa thì toàn thế thôi. Răng xong rồi lên đi làm luôn. Nhớ nhà vậy. Trong một trang một cái chữ cảm nhận sẽ không trả sao chữ tạo thế bừa đi chứ, mua đề cương về ôm, mua ấy đợt trước toàn lấy phao xong về đọc câu phao nhỉ, đọc phao đọc điều vãi chửa tắt lát. Tao mang phao đi xong rồi tao ngồi đầu tao vẫn mở. Đợt đấy là có cái hộp bút xám xám ấy, tao vào đấy. Tao mà cả
là không điểm được còn gì nữa. Đấy, đọc tên những cái đứa mà kiểu điểm thấp ấy. Ừ. Nên... Rồi biết điểm rồi mà. Điểm 3 mới điểm mấy rồi còn gì nữa? Thế còn điểm thể dục á? Thế còn điểm gì hôm nay để đọc? Ừ. Ừ. Thế là ấy là được 3 điểm. Học cái đéo đâu chẳng làm cho có. Làm ở trên lớp thì điểm cao. Cuối tuần này ai đâu sang thứ hai tuần sau được chủ nhật mới thi. Thank you.
Em tưởng là có. Làm gì có, lúc nào có đâu. Có mỗi một là Không, năm đâu lại tí về đấy thôi. làm gì? Anh chịu chút này. Chứ nghỉ Tết là nghỉ Tết từ bây giờ rồi. Thế bà em thấy nhớ anh, em thấy khóc. nghe bài buồn ra rất độ và đỗ.
mệt đâu.